Chào 500 anh em. Thì Honda phu cho mập 125, đèn thường là cái này đèn thường. Thì nếu mà các bạn đã làm cho ở em rồi thì sau này các bạn muốn bảo dưỡng được hay không? Được bình thường chứ các bạn, sao mà không được, đúng không? Ví dụ em trai này đã làm phần nồi ở tiệm mình. Thời gian được nhiêu lâu rồi ta? 4.000 cây. À, làm được 4.000 cây. Nếu mà tính theo số km là cực kỳ chuẩn. Thì em hỏi là em muốn làm máy lại thì bao nhiêu tiền? Thì mình vẫn báo với em trai là 10 đến 12. Nhưng nếu mà trong quá trình các bạn đi như vậy nè, các bạn đi kỹ thay nhớt đều, thì khi mà em mở ra phần nồi còn sử dụng lại được, các bạn có thể giảm chi phí xuống. Đó là lợi ích khi mà làm tại tiệm em và tiếp tục làm tiếp. Thì giờ em sẽ mở ra, và khi em chạy thử thì em cũng thấy là dầu thắng đồ, cái tay thắng nó bớt không ăn nữa. Mình có tư vấn là thay tay thắng với lại vệ sinh theo dầu trên dưới. Thì giờ em tiến hành em mở xe ra. Cảm ơn các bạn. Rồi, xe phu cho mập thì em chẻ máy ra lốc nè. Bạn thấy lốc mà đi thời gian dài á, nó ghê không? Cháy đen thui đồ hết. Rồi bên này cũng vậy. Thì mình bảo dưỡng là mình sẽ rửa sạch, thay mặt đạn máy. Chứ bây giờ mặt đạn ta cháy như vậy mà giờ chẳng lẽ không thay. Rồi dơn nè, dơn nè, dơn chưa bung nè. Máy chưa chẻ. Mặt đạn dơn rồi cháy nè các bạn thấy không? Mình sẽ thay luôn. Nồi nồi của mình xếp giữ lại hết vô chuồng heo bữa mình mới thay luôn. Xếp vô lại để đựng cong lá bố lá sắt. Rồi, cái nồi ba càng này phải chuông đâu, cầm chuông lên. Chuông. Rồi quay mặt trong. Rồi lật lên để coi thử nó khuyết có đồ không. Ngước lên trời. Rồi. Để mà khuyết đồ thì làm lại luôn. Rồi đầu xuống bắp. Rồi cầm đầu lên. Bích tông này đo thử ít tăng đa hay gì chưa? Đi quá lâu rồi đóng khói. Rồi thì giờ là sẽ đo bích tông coi thử là bích tông bao nhiêu. Đó. Rồi máy móc là cháy đen thui hết ha. Có búa là mới thay thôi. Cảm ơn các bạn. Khi các bạn làm máy á, đây là cục đề phu mập nè. Đó thì em cũng vệ sinh thay thang luôn hết. Các bạn thấy là cục đề các bạn đi lâu năm á, nó bị dơ ghê không? Và em sẽ vệ sinh hết sạch sẽ giống vậy. Rồi em thay lại bằng thang đề của hãng Honda nha. Hãng Honda nó có bán thang đề riêng luôn nha các bạn. 17078 xe phu và mập của em trai. Giờ đầu tiên á là phải kiểm tra đồ. Kiểm tra đồ xong là cái nào giữ lại được, cái nào bỏ, cái nào xài. Và sau đó sẽ rửa đồ. Thì đây là chi tiết cặp lốc của em trai. Em rửa sạch sẽ hết toàn bộ. Rồi kiểm tra ốc xe nhớt, không hư sẽ không thay cái lốc này của em. Và bên đây là phần chi tiết lốc số. Đó, cũng rửa rất là sạch luôn. Rồi sau đó là phần dơn. Dơn ở đây á là mình bảo dưỡng lại, có nghĩa là làm sao là mình sẽ thay tay dơn, và đúng từ là thay tay dơn cũ sẽ trả về và thay bằng đạn dơn. Người ta là ép dơn thì người ta không trả tay dơn cũ hết. Rồi bằng đạn dơn, xài bằng đạn dơn gì? Xài bằng đạn NTN của Nhật. Xong dơn, ép dơn, số sẽ thay một bộ số mới. Đó, cục đề này là đã thay than vệ sinh đồ lại, mở ra rửa hết bằng cái gì? Bằng than đờ hãng. Đó, thì ngày hôm nay là đã biết rồi, thấy chưa? Than đờ hãng mà của Neo nó có thêm cái cây sắt này nè các bạn. Đó, hãng luôn mã nè, anh em nhìn sẽ biết. Rồi thì bình thường mình nghe làm máy thì nghĩ dơn đầu lòng thôi, đúng không? Thì em giới thiệu đúng dơn đầu lòng cho các bạn, và em sẽ giới thiệu những vấn đề nhiều hơn cần phải xử lý và thay thế. Bít tông em sử dụng là đúng bít tông nhập của Thái. Đó là mã KZ là của xe phu mập full LED. Đây nó bị lủng lỗ vậy. Rồi đúng đồ hãng thì ở trong mã của nó là sẽ là chữ H, HFA. Đó, bạc em sẽ xài bạc chính hãng của Honda Thái Lan luôn. Thì mình bảo dưỡng lại là sao? Là cái lòng các bạn là lòng cũ nè. Thì lòng cũ bích tông đó là 52.5. Bây giờ mình sấy lên con 1 là 52.75. Tiết kiệm chi phí, ngon bổ và không rẻ. Tại sao em xài đồ Thái, em xài bích tông hãng? Chừng nào hết bích tông hãng thì mới xài qua bích tông highlight, tốt hơn. Đó, cũng tốt như nhau hết. Lộn nó tốt hơn. Tốt hơn phải xài kia chứ. Đầu là sấy xuống bắp, vệ sinh lỗ xăng lỗ bô sạch sẽ hết. Sau khi mà sấy xuống bắp, vệ sinh lỗ xăng lỗ bô xong á thì sẽ thay cái gì? Xin phép thưa là sẽ thay hai phố xuống bắp mà cũng của hãng luôn. Đó,
Thì các bạn hay làm xong á là bảo dưỡng máy là vậy là đúng không? Còn riêng em là phải làm nồi, mà xe em này thì nồi đã làm ở em 4.000 cây số. Nhưng mà em vẫn đem đi em làm chuông lại cho em trai nè. Em vẫn xử lý lại. Đó. Bố ba càng này là bố ba càng dài trên xe nè, vẫn xài lại nè. Lá bố và lá sắt này là của Thái vẫn để xài lại nè. Chuồng heo tới bây giờ nè các bạn coi nè. Kêu là tiền nào của đó là vậy, chưa rơ lắc luôn nha. Đó. Hai mặt nhôm nồi thì cũ trên xe vẫn xài lại tốt bình thường. Thì sẽ khác trên thị trường những gì khi làm tại tiệm Tây là những món này. Ví dụ ron nè, các bạn làm thì các bạn mua một dĩ nó nguyên bộ mười mấy miếng, còn em là em mua từng miếng, bởi vì ron hãng là lúc nào nó cũng từng miếng hết. Sơn cam em sẽ xài sơn cam hãng. Có một số em sẽ thay mới cho các bạn. Cần tăng cam á thì xài cần tăng cam là tôm của em. Phốt nè, từng cái phốt nhỏ nè. Ở quay trên quay xuống ẩn. Và bạc đạn máy em xài cũng bạc đạn NTN của Nhật. Lò xo tăng cam xài của hãng nè. Cao su ống sáo em xài của hãng nè. Ống sáo này em sẽ thay mới. Ống sáo là một trong những chi tiết dễ hư nhất của xe phu mập nè. Đó. Hai xin nắp số bắp. Rồi vậy là xong, thì bây giờ sẽ tiến hành ráp. Ráp xong rồi đi rô đai canh chỉnh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau khi em ráp máy xe này xong nè, thì em sẽ vệ sinh ống xăng và em thay bơm xăng cho chủ xe. Còn về cầm dầu á thì em sẽ rút hết 40 ben đầu ra, theo dầu cũng vậy. Đó, em rút bít tông ra hết để vệ sinh sạch sẽ cho chủ xe. Riêng xe này thì 4 tháng giữa tháng sẽ không thay. Đó, chỉ làm dàn hơi lại cho nó căng cứng đồ lại, dễ bóp thắng an toàn. Ui, kinh tế chủ xe eo hẹp nha các bạn. Rồi chào bạn, thì giờ xe phu chờ mập này em làm xong. Xé đi sơ lại dùm luôn. Bơm bánh xe lại kiểm tra lại dùm. Cục đề cũng làm, nhông sinh dĩ, tăng sơn, tăng đồ, lọc gió, vệ sinh luôn. Tổng chi phí là 98 mấy á, quên rồi. Chủ xe nó biết. Làm xong, đi rô đai dùm rồi. Nhưng mà Sài Gòn đang mưa đó, mưa lớn lắm, thì có rửa xe giùm chủ xe luôn rồi, rửa trong rửa ngoài và mưa cũng như không luôn. Rồi giờ tự đi giờ mai rửa tiếp. Rồi đây là âm thanh tiếng máy, máy đang nổ nha. Đó, đó rồi vậy là xong, kết thúc. Thì bảo dưỡng phần máy nó là như vậy. Những anh em nào đã làm máy ở mình rồi mà làm trong thời gian ngắn, có thể quay lại mình làm tiếp những chi tiết khác bình thường, không có gì hết. Cảm ơn các bạn.